Thưa quý vị, hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025 đã được tổ chức tại tỉnh Bình Phước. Đây là sơ kết đầu tiên sau hơn 2 năm các tỉnh thành Đông Nam Bộ ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch. Tham dự hội nghị về phía Trung ương có ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Hà Văn Siêu, Tổng cục Phó Tổng cục Du lịch, lãnh đạo các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Đại diện Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự. Liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ triển khai trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng. Tuy nhiên, dưới sự điều phối của Nhạc trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình vẫn đạt kết quả khả quan. Nhiều tour du lịch liên tỉnh liên vùng thu hút đông đảo du khách, trong đó nổi bật là tour Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Tràm, Bình Châu thuộc Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu. Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cũng thực hiện hiệu quả tại các hội chợ, triển lãm do từng địa phương tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Từ năm 2020 đến 2022, toàn vùng đón hơn 23,2 triệu lượt khách, doanh thu 51.983 tỷ đồng. Sơ kết chương trình liên kết phát triển du lịch Đông Nam Bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành trong vùng và các chuyên gia, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp đưa ra nhiều ý kiến nhằm nâng hiệu quả phối hợp trong liên kết phát triển du lịch, như hình thành tour liên tuyến, tổ chức farm trip, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch lẫn nhau, xây dựng gian hàng du lịch trực tuyến chung của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cùng với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động liên kết, thúc đẩy phát triển hình thành chuỗi liên kết sản phẩm đặc trưng vùng, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong vùng, khu vực, xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch vùng trên kênh truyền thông quốc tế, tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông kết nối điều kiện tốt nhất cho việc triển khai các hoạt động hợp tác, liên kết, phát triển giữa các địa phương trong vùng, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp ứng xử để đảm bảo có được chất lượng phục vụ, đặc biệt là thái độ phục vụ tốt ở các điểm đến khác nhau tại các địa phương liên kết phát triển du lịch. Theo thỏa thuận đã ký kết vào năm 2020, hàng năm, hội nghị sơ kết sẽ luân phiên tổ chức tại một tỉnh thành trong khu vực nhằm đánh giá hiệu quả và điều chỉnh bổ sung kịp thời nội dung, hợp tác hướng đến liên kết chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả hơn. Năm 2023, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là đơn vị đăng cai các hoạt động trong thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ